Em xin chào tất cả bác quý anh chị thích qua Lan. Thì hiện giờ thì anh chị có thể là thấy là nhận được hàng anh chị ha. Thì cái này là đầu tiên là giả hạt Thái nè. Trong từng giờ em bán giả hạt Thái 65.000. Với lại là mới đây nhất thì cái dòng giả hạt Cao Bằng anh chị ha. Đầu tiên thì em xin cảm ơn mấy anh chị đã ủng hộ em mấy video bán hàng. Thì ngoài cái lô giả hạt Thái á, đã có nhiều sản phẩm á, thì anh chị có thể đặt hàng nhiều. Hầu như là ai gọi vào cũng đều có và hiện tại nó đã hết hàng anh chị ha. Cái thứ hai nữa, hồi tối này em có đăng á, hồi tối hôm qua em có đăng là dòng giả hạt Cao Bằng. Thì một dòng giả hạt này chỉ có 30kg thôi. Thì em được, em sau đăng 7 phút á, thì nó hết hàng. Thì em nhận được nhiều cái câu hỏi của anh chị là sao mới đăng nó hết hàng, phải chăng đây quảng cáo chứ không thực sự muốn bán hàng. Em cũng muốn bán hàng anh chị, nhưng mà tuy nhiên mà sản phẩm ít quá thì cũng phải đành chịu thôi. Qua đầu tuần sau hoặc là tuần tới nữa, cây lớn hơn thì em sẽ bán anh chị ha. Và trong video lần này em sẽ dành tặng anh chị một bất ngờ đầu tiên, đó là trong mỗi đơn hàng ngày hôm nay là ngày 22, trong đơn hàng ngày 22 lần này anh chị đặt giả hạt Thái hoặc là giả Cao Bằng á, đều được tặng là cái hũ phân này là phân trùng quế anh chị ạ. Một hũ phân trùng quế này để làm gì thì ngay sau đây sẽ em sẽ làm clip, em sẽ nói anh chị ha. Và trong video lần này em sẽ hướng dẫn anh chị trồng, thứ nhất là trồng giả hạt trên bản gỗ, trên gỗ như thế này đây, hoặc là trồng trong bằng chậu anh chị ha. Đầu tiên là trồng bằng gỗ. Bằng gỗ thì anh chị có thể gỗ vú sữa về, giống như em sử dụng đây, thì anh chị có thể khoan một lỗ đây trên đây và sử dụng cái móc này để móc lên và treo như thế này. Thì để cho thuận tiện quý anh chị có thể ngâm bencona, ngâm xử lý trước là khoảng 2-3 tiếng vậy đó, tùy thời gian anh chị, và để khô. Ở đây là em xử lý, em ngâm vôi xong rồi. Thì cái mấy cái gỗ này anh chị, tốt nhất là mấy anh chị nên tháo, nên có thể gọt này ra, mấy cái gỗ, mấy cái vỏ ở ngoài á. Vì sao? Thứ nhất là nó đỡ nấm anh chị ha. Anh chị, thứ hai nữa đó là khi mà sau này thời gian mà anh chị sử dụng cái gỗ này á, cái gỗ này nó sẽ mục, nó sẽ làm cho bộ rễ mình vớt xuống, mà nó bám rễ đây thì nó vớt xuống nó mục anh chị ha. Đó thì em sẽ gọt sạch cái gỗ này. Rồi. Thì sau đây là miếng gỗ đã hoàn thiện xong anh chị. Và ngay bây giờ thì anh chị nhận được hàng, anh chị tháo, nhận được hàng giả hạt này về, anh chị tháo thùng ra và tháo cái chất trồng này ra anh chị ha. Em sẽ thị phạm cho anh chị cái cây giả hạt Cao Bằng giống như nãy em nói anh chị ha. Thì về có một số cây như thế này, thì anh chị vui lòng đầu tiên là anh chị tỉa rễ anh chị ha, lấy cây kéo nhấp rễ xem chưa. Cách trồng giả hạt Cao Bằng á, anh chị tỉa rễ nó hết. Khi hàng giả hạt Cao Bằng về anh chị ha, tỉa rễ nó hết. Đối với giả hạt Thái cũng vậy, thì anh chị cũng dòng nào trước khi về anh chị cũng tỉa trước giùm em anh chị ha. Và sau khi tỉa sạch thì anh chị có thể sử dụng như sau. Một lớp rêu anh chị ha, rêu ẩm đây, để lên đây. Và cái dòng này thì thay vì anh chị sẽ thay vì anh chị trồng bình thường, anh chị trồng vậy phải không, lá quay ra ngoài, nhưng mà em nghĩ á thì anh chị nên úp vô như vậy anh chị ha, để cho nó cái bề mặt lá úp vào trong, mình ở ngoài mình thấy phía sau cái cây thôi, để khi mà nó dài á nó sẽ ngửa xuống như vậy nè anh chị, ngửa xuống vậy thì nó sẽ trình hoa ra anh chị, hình dung được anh chị. Đó thì để đây, và sau đây mình sẽ dùng một lớp rêu nữa mình ép vô đây anh chị ha. Và điều đặc biệt, cái hũ phân mà em tặng anh chị trong đây em đã sử dụng, đã bỏ nhét phân tan chậm vô. Đây là trùng quế nè anh chị, từ phân trùng quế này anh chị có thể bỏ vô túi lưới á, anh chị ép vô và anh chị bó. Điều đặc biệt á là anh chị bó ngay rễ nó luôn anh chị ha, còn chừa mắt ngủ ở trên đây ra để sau này nó còn nhảy mầm anh chị. Đó, để cho cây nè bọc lại thì mình sẽ bấm lại anh chị ha. Đó, cố định nó lại ở bên đây nữa. Đó, anh chị thấy đơn giản không? Ở đây xong là thành một cây anh chị ha. Và để thời gian đầu á thì theo em nghĩ thì anh chị cái cây này á, anh chị nên cố định bằng một cọng dây nữa để cho nó cứng cáp anh chị, để nó khỏi rung lắc. Thì mình có thể là ở trên đây nè anh chị,
mình có thể bó nó lại sát hơn chút xíu. Quý anh chị cột nhẹ thôi, anh chị đừng có siết mạnh quá. Lấy mình sử dụng sợi dây cột lan á, ở đây em sử dụng cọng dây giống như cọng dây chì điện thoại, dây cột lan nè. Đó, anh chị có thể ấy nó lại nhẹ nhẹ nhàng thôi nha anh chị, đừng có mạnh quá thì cái thân này nó bị dập, nó bị khuyết vô đó. Thì sở dĩ mà sao để cho cái cây cố định ở trên vậy, thì khoảng từng một tháng sau mà khi mà rễ nó bám á, thì quý anh chị vui lòng tháo này ra anh chị ha, để cho cái cây nó được phát triển. Khi đó thì nó cây nó cứng cáp rồi, bây giờ thì cái cây nó không bị rung lắc để cố định bộ rễ anh chị ha. Thì nói về cái phân tan chậm trùng quế này chút xíu, thì ở đây rễ nó ra nó không bị thung đầu anh chị, nó không bị thối rễ mà nó lại phát triển bình thường. Đây thì phạm cho anh chị xem liền, đây ở dưới phân tan chậm, nhưng mà phân tan chậm bò vô cái túi lưới nó không có bị gì hết anh chị ha. Đây anh chị, nó xuyên qua luôn nè, anh chị thấy rễ xanh đầu xanh không, nó xuyên qua luôn đó, để cho anh chị hình dung. Và bình thường thì mình sẽ tưới, đây là tác phẩm đã xong anh chị ha, và mình treo lên chỗ một cố định nào đó, thì mình treo lên như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ tưới nước bình thường sáng chiều, trời nắng tưới nước bình sáng chiều, và mình bổ sung cho nó thêm là một tuần một lần là phân 20 đều anh chị ha, 20 đều. Lâu lâu thì mình có thể là bổ sung thêm rút led cũng được, hoặc rong biển cũng được, hoặc GB cũng được anh chị ha, thì để nó phát triển hơn. Mà thêm nghĩ là đi liều mà GB để rút led với 20 đều cho cây này thì nó ok, cộng thêm phân GB nó ra rễ rất là tốt, như em đã thị phạm hồi nãy cho anh chị đây. Bên đây nè anh chị, đó cái này là bản gỗ anh chị ha, đầu tiên là gỗ, và em sẽ treo đây đó, thì em sẽ treo đây và sẽ ấy cho nó giống như mấy anh chị thấy ở trên không. Ở đây là một hàng đã em ghép, đã hiện tại đã có rễ rất là nhiều và đang phát triển rất là tốt anh chị. Đó, cái cách em làm đây, phân tan chậm ở trên, rễ nó bám ra nè, anh chị thấy ở trên đây không? Đó, trên đây, dưới đây. Đó, nó đều phát triển rất là tốt hết anh chị ha. Thì điều trường hợp nếu mà anh chị không có GB để kích rễ cho nó anh chị, không có GB thì anh chị có thể sử dụng là Super Thai, Hùng Nguyễn hay là B1 đều được anh chị ha. Mình sẽ tưới, mình bổ sung định kỳ cho nó là Hùng Nguyễn hoặc là Super Thai hoặc là GB anh chị ha, một tuần một lần để cho bộ rễ nó phát triển hơn. Ở đây là em sử dụng Hùng Nguyễn, nó cũng rất là ok nè anh chị, Hùng Nguyễn anh chị ha. Và mình bổ sung 20 đều cho nó là nó phát triển mạnh lắm. Đi phân tan chậm này rễ nó ra rất bám rất là nhiều. Thì một số cây là em đã xong hết ở đây. Thì đầu tiên thì tại sao mà nãy úp vô cây giống như vậy, úp cây giống như vậy, thì đây là em nói là lúc trước em ghép là em cũng úp vô như vậy anh chị ha. Và nay nó dài, nó úp vô mình thấy cái lá mặt sau, lá của lá nè. Thì đó, một số cây ghép mặt sau lá thì nó khi mà nó dài xuống á thì nó phủ xuống vậy. Đó, mốt ra hoa thì tự trên nó thòng xuống vậy. Đang phát hiện một số cây hiện tại đang phát triển rất tốt. Anh chị không có GB là mình có thể sử dụng là một số chất trên thị trường bán như hiện nay đó. Anh chị có cái nào anh chị sử dụng cái đó, rất là đơn giản anh chị ha. Và phân GB này em thấy là nó không bị có thối rễ mà nó ghép cũng rất là phát triển nữa. Phát triển cái cây rất là ok. Giả hạt bằng chậu, khi anh chị nhận được hàng cây là giả hạt Thái đây, thì anh chị về anh chị đẩy nhẹ đây đã ra. Thì một số đầu rễ nó bị thung, anh chị cứ mạnh dạn tỉa đi anh chị, tỉa cho nó xong anh chị ha. Cái này là rêu, anh chị có thể bó nó lại, rêu này rêu ẩm anh chị ha. Đó, bó nó lại như thế này để nó xuống, và để cho nó trên chậu đất nung này á, để cho nó thoát nước, anh chị có thể bỏ mót vào một lớp mót, và tiếp tới á điều đó vậy thôi. Và để cho nó phát triển hơn á, nhiều hơn, anh chị có thể bổ, còn hồi nãy em tặng anh chị trong đơn hàng là có phân trùng quế nè anh chị ha, bỏ vô đó, bỏ vô phân trùng quế đây, anh chị cứ bỏ thoải mái bỏ giống như một chậu lớn này, em bỏ là khoảng là một muỗng cà phê anh chị, một muỗng này nè, một muỗng lớn cà phê á, em bỏ vô thì để mình trồng. Thì trồng làm sao, thì ở đây là mình khui một lỗ nhỏ nhỏ nè anh chị. Đó, và mình sẽ bỏ nó lên. Và mình sẽ ém nó lại anh chị ha. Mình ém nó lại khi nào chặt thôi. Và điều đặc biệt anh chị, anh chị nên trồng vậy nè, nó bít cái mắt ngủ ở dưới hết. Một số anh chị trồng á là bít mắt ngủ xuống vậy hết. Cây nó rất là khó phát triển anh chị ha.
đó, nó khó phát triển lắm. Thì anh chị trồng làm sao để cho nó mắt ngủ nó đẩy lên cao, giống như mấy cây này nè, là ok anh chị ha. Anh chị trồng chạy về trồng là sai cách, anh chị trồng đúng cách là trồng vậy nè. Một lớp phân ở đây rồi, đúng không anh chị? Một lớp phân ở đây rồi, anh chị để lên một miếng nữa, và anh chị để cái gốc nè nó hở lên, ém cái này xuống. Một lớp phân đã, một lớp phân ấy, một lớp phân trùng quế ở trên, đúng không chị? Và cái này nữa đó, thì anh chị ém nó xuống để cho nó lòi cái gốc nó ra để bộ rễ nó phát triển. Đây anh chị thấy rễ, một số rễ nó xuống không, nó đang có phát triển xuống nè, để cho nó tìm chất chồng, nó bám xuống cho nó cứng đó. Thì em đè chặt xuống nè đó, thì hiện tại cái cây rất là cứng anh chị ha, và nó không có thể di chuyển được. Và ở trên đây mình cho nó thêm 2-3 viên phân tan chậm trùng quế nè, để khi mà mình tưới thì nước nó tiết ra anh chị ha, cũng rất là ok. Thì đây là một khi mà anh chị về anh chị trồng bổ sung phân tan chậm trùng quế, anh chị có thể xài phân giống như là em nói. Đầu tiên là phải có một là Hồng Nguyễn hoặc là GB hoặc là Super Thai hoặc là B1, bốn cái đó anh chị có phải trong đó phải có một cái anh chị ha. Với phân NPK thì giống như cái này thì cho 20 đều được, và lại là rong biển, là ba thứ đó thôi là anh chị có thể là chọn lại. Thí dụ tuần này anh chị bổ sung Hùng Nguyễn một lần anh chị ha, Hùng Nguyễn để làm bộ rễ, và cho nó ăn kèm theo là phân 20 đều. Lâu lâu anh chị có điều kiện thì anh chị có thể bổ sung rút led cũng được. Còn Hùng Nguyễn hoặc một số chất kích thích rễ với lại phân NPK là anh chị phải có anh chị ha, để cho cây nó phát triển. Đó thì em để đây để cho nó phát triển anh chị. Thì hy vọng rằng là trồng giả hạt ở trên gỗ hoặc là trên chậu, mà hai cây như cây giả hạt Cao Bằng và cây giả hạt Thái Lan mà em đã thị phạm tới mấy anh chị trong video lần này, sẽ góp phần để cho anh chị thêm một cái nhìn về một cách trồng hơn nữa, với lại một cách số cách sử dụng phân bón mà em thấy đạt hiệu quả thì em chia sẻ tới anh chị. Thì chia sẻ về một số điều cái phân tan chậm trùng quế này chút xíu. Phân tan chậm trùng quế này anh chị là hiện tại bên em là đang cung cấp anh chị ha, xài rất là ok cung cấp, và đây là do bên em tự sản xuất phân trùng quế này. Thì sử dụng đầu tiên á, là phân tan chậm anh chị có thể sử dụng, nếu mà chậu lớn anh chị có thể sử dụng một muỗng này, một muỗng cà phê lớn này rải gốc. Còn cây nhỏ như cây mô anh chị có thể bỏ một hai viên. Thì giống như mấy clip trước á, em làm mà anh chị thấy mấy cái cây nó phát triển rất là nhiều, thì đó là em thử nghiệm và nay đã sử dụng thành công hầu như là đa số ở trên tất cả các loại cây. Thì có giá bán là anh chị là 80.000 một ký anh chị ha. Anh chị có thể liên hệ bên em để đặt hàng phân trùng quế này. Về xài rất là ok. Thì hy vọng rằng video này sẽ cho anh chị một cái nhìn tổng quát hơn về thêm một cách trồng để mình sẽ ứng dụng trên cây trồng mình. Thí dụ anh chị thử một lần, thí dụ không biết nó đúng hay sai thì anh chị thử một lần đặt hàng, và em sẽ tặng anh chị một hũ để anh chị xài thử để coi nó hiệu quả, rồi sau đó anh chị đặt hàng nữa anh chị ha, và trồng theo cách này thử. Thí dụ 10 cây mình đang trồng á, anh chị một lần anh chị trồng theo cách của em thử coi cái cách nó phát triển như thế nào, rồi sau đó là anh chị có thể góp ý em qua video này. Rất mong nhận được sự ủng hộ của cũng như là đăng ký cái kênh của em, hoặc là chia sẻ video này nhân rộng tới mọi người để cùng biết hơn anh chị ha. Mọi góp ý anh chị có thể comment dưới bình luận dưới video này, để bên em sẽ tổng hợp lại, và đầu tiên là rút kinh nghiệm và chỉnh sửa cho cải tiến nhiều hơn phục vụ đến mấy anh chị. Cái thứ hai nữa là bên em sẽ tổng hợp lại những yêu cầu của anh chị, sẽ làm ra những clip như thế này để gửi gắm tới mấy anh chị ha. Một lần nữa em xin cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi video này. Chúc anh chị có những giây phút thật tuyệt vời bên gia đình cùng những chậu lan ở nơi ngôi vườn của mình. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.